Xe đậu đây nè, thì nó đâu mất đây rồi. Không được trốn. Cái ca nhà nó có vũ khí. Cái hồn lọt đau. Lọt đau luôn. Cần cứ giữ vậy. Không. Bây giờ đi kiếm nó đi, bỏ nó qua bên đi. Nó cũng thủ dữ quá ha. Bây giờ không có nó ở nhà không? Thì mày kéo nó ra giờ không có phải không? Bây giờ trong nhà không có đại ca. Mấy tháng này thì nó tính sao? À mày thiếu đại ca mấy tháng này? 3 tháng không? 3 tháng rồi. Thì lại lỏng giờ bỗng như có đóng không? Không. Là trước tiên mà mượn đại ca bao nhiêu? 2 triệu. 2 triệu. Rồi 3 tháng nay thì đại ca ăn lời bao nhiêu? Vô lời luôn là 6 triệu. Trời ăn lời cái cổ ở quên. 6 triệu đại ca. Dạ hiểu rồi. Đây đây gan rồi, cắt cổ người ta quá trời, người ta trốn phải. Còn tìm lính tráng nó gì? Trời ơi, lính tráng ăn lời gì mà còn lính tráng chả ăn hắn có nhiều. Bây giờ đi, gà bổng ngốc cho mày ăn. Thôi khỏi đi, mình cũng phải đừng có bắt gà. Thêm ăn gà, ăn gà không? Không, không ăn. Để có gan đồ ăn. Mày mày bây giờ đi rồi sao? Bây giờ mà làm gì anh? Về đi về, về chiều lại. Về chiều lại phải không? Nhỏ cần gì đi kém vòng vòng ra có không? Chắc nó trốn rồi mày. Để mình đi kiếm. Kiếm dần gà. Trời sao ơi. Sao phải nó. Chúng không được. Thôi từ từ từ. Rồi sao vậy? Bây giờ không có nó là sao? Bây giờ mình về chưa đi. Chưa mình lại đúng không? Bây giờ là nó trốn đúng không? Bây giờ lại đây đại ca. Đi về đi chưa mình lại. Tính con nhỏ này nó trốn. Lấy từng chừng nào. Bà mẹ đi vô tấm lưới nữa kìa. Bây giờ vậy. Ha ha ha!
Lần này là lần thứ hai nghe đây ca. Nó trốn nữa rồi sao đây ca? Nó về xiết cái đồ nó. Không, bây giờ mình cho dây á, không? Và mình lấy đạo đức đi đầu, không nên xiết đồ người ta. Mời đẹp. Người ta trả không trả? Thì để từ từ người ta trả. Mình không có xiết đồ được. Gặp mặt nó đi tính. À, mình á dù gì mình cho dây, không? Cho dây mình phải lên lương thiện, không nên xiết đồ chủ nợ. Ủa quên, con nợ, ông chủ nợ, biết rồi. Không, đại ca đang mang kiếm thì thấy nó ngầu hơn. Ừ, ông là chủ nợ, đừng nên xiết đồ. Mày chơi cái mày lại, mày giặt đi đại ca, mày giặt cái tiền cũng được. Mấy ngõ này cũng im rồi đại ca. Thôi đi. Máy giặt này hơi cũ rồi. Bây giờ nè, em có ý kiến cái gì? Bây giờ mình lại đây á thì nó trốn mình hoài. Đúng không? Ông bỏ cái đó ngồi xuống ngăn hẳn tôi coi. Ủa quên, để coi. Đi lại đây á là nó trốn mình hoài. Bây giờ em với đại ca đi về đi. À, sao nữa? Mình nói đi về thôi chứ mình núp thử coi nó còn trốn mình không. Chứ mình ở đây lỡ trốn mình hoài à. Có nghĩa là mình đón nó không? Bây giờ mình nói đi về lớn lên cho nó nghe là nó biết mình đi về. Thôi bây giờ đây ca, đi về đi. Nó bây giờ qua ngày sau mình trốn. Thôi về đây ca. Để nó trốn mình hoài, để về đi. Để đây, đây. Đấy. Siêu là tỉnh. Tiếng này mà đại ca bắt được nó đó ha. Để dò nó, thử coi còn trốn không. Để giờ chi đầu tiền nó thôi, chừng nào không tiền hả tính. Nó gì dai ốc nổi luôn. Đúng là con trai của ta. Có mấy triệu bạc à. Ôi chú. Rồi mày ở đâu? Em trốn chỗ khác. Mày xuống đây nè. Không, đây. Trời ơi. Trời ơi. Thử coi chiếc này coi nó còn trốn khỏi. Tại đại ca mình không nghe. Đại ca. Mày đâu ở? Bên đây nè. Đừng có lên tiếng, trốn đi. Hồi nó về tới bây giờ. Lắm. Rồi. Cha đi về đòi nợ mà la làng thấy ghê. Nợ đi ra chứ có giật ai bao giờ đâu mà đầu. Hoài. Biết đã có giàu la làng rồi. Có mấy triệu rồi sáng là phải trốn mẹ luôn. Quét cha ra nè. Cha ra đi. Còn biết
quy luật làm ăn như vậy, sáng sớm mới đi đòi nợ. Ôi trời. Chúng ta đi nè, đây nè. Nói vậy không? Em mới nghe cái tiếng đó. Vô. Tiếng nó đi vô. Hả? Đi vô. Đi vô hả? Ừ. Ở vô. Thôi dậy đây ca. Ốc ơi. Ốc. Thì trốn không? Báo. Dạ. Vô coi rồi. Nó đâu? Sao dẫn ra đây bạn đi vô? Đi bạn đi vô mà. Sao đại ca... Sao không vô trước đi? Mày làm tới mấy năm trời mày không biết hả? Út! Út ơi! Trốn Út, tự giờ làm tao đại ca tao trốn muốn chết luôn, mũi kiếm nó cắn muốn chết đâu rồi. Út! Trời mới nghe đây nó trốn đâu nữa đại ca? Mày trốn hả? Mày ở đây. Chú nợ nó ở đây rồi đại ca. Ô huynh, con nợ. Từ sáng giờ nó trốn. Rồi đại ca. Đại ca khỏe đại ca. Khỏe đại ca khỏe lúc nào đại ca khỏe đó. Rồi sao? Rồi tiền bạc gì sao? Em mượn đại ca nhiêu qua đại ca? 2 triệu. Này 3 tháng 2 là 6 triệu. Là chạy ra giống là luôn 6 triệu. What? What the fuck? Rồi sao? Rồi sao cơ? Sao cơ không cơ? Đại ca gắn cho em vài gắn sao 7 tháng nữa chẳng 10 tháng hay vậy? Trời ơi trời gắn gì mà gắn? Hả? Thiếu rồi nha. Đâu rồi? Gắn vài bữa nửa tháng thì đại ca ngạn bệnh đại ca không về chưa có đi làm. Báo tính sao rồi? Không có gán gì trơn á. Thiếu rồi trả. Lâu rồi mấy tháng rồi? 3 tháng. Ngày mẹ em bệnh đâu đi làm được. Ôi, ông chủ ơi. Cái gì nữa đây? Mẹ con ốm ngày bệnh á, con chưa có đi làm được á, đại ca ơi. Bây giờ hứa đại ca chừng nào đây? Bệnh là bệnh, rồi chừng nào trả, hay là sao? Hoài gì vậy? Không có được. Mẹ ông bệnh chưa làm được đại ca ơi, đại ca. Cứu một chén đại ca ơi. Chừng nào làm được? Chừng nào làm được? Bao? Nửa tháng. Bây giờ là hổm vậy là bao nhiêu cái nửa tháng rồi? Ủa anh là lính hay là đây là đại ca? Là đại ca của lính ủ huynh, là lính của đại ca. Là đại ca của lính ủ huynh. Là lính của đại ca. Bởi vì đại ca hiền quá. Bây giờ đó, nói gì? Đại ca hiền quá, chắc đại ca lại nó năn nỉ nó luôn á. Xích chiếc xe nữa tạm. Đại ca ơi, đại ca lấy chiếc xe đi nuôi bệnh đó đại ca ơi. Đại ca ơi, đại ca. Không có khóc lóc gì trên, nhưng lần nào vô cũng khóc lóc cho trên á. Có nhiều lần lắm rồi. Nhưng mà bệnh này nhận chứng đâu. Nó dở cơm nên đi thiệt đi. Dở cơm đem cho mẹ đại ca ơi. Ôi trời ơi, nó dở cơm thiệt rồi đại ca ơi. Thấy ai yeah. Nó cơm rồi vậy là ăn cơm ha, nuôi bệnh hả? Nuôi bệnh bà già hả vậy? Dạ mẹ bệnh đại ca ơi. Đại ca ơi. Rồi bây giờ mày hứa chừng nào? Nửa tháng phải không? Nửa tháng đại ca ơi. Mày thiếu bây giờ lâu hứa hoài hứa quỷ à? Bây giờ mày trả nợ cho tao đi. Cảm ơn đại ca. Tao lại mày trả nợ cho tao đi. Thôi. Bây giờ.
rồi giờ gì? Rồi sao bây giờ mà cậu con này là ăn một tháng nữa hả? Nếu bà lại ông quỷ lại ông ơi đỡ thầy ơi chạy đi chạy đi đây ông kêu con này ai tao cũng lại mày luôn mày một tháng sau một tháng sau nữa không trả nữa rồi tôi đi xuống tôi lại nữa gì tháng sau xuống không có chiếc xe nữa rồi nhớ một tháng nha một tháng nữa thôi nha cảm ơn ông rồi rồi một tháng sau nữa một nhớ nha cảm ơn ông một tháng nha một tháng sau nha chứ mày đừng có để cho tao đi theo ổng hoài tao mang cái tội ừ tao lại mày luôn rồi đó mày trả mày dày quá nhớ một tháng nữa nha người ta thiếu nợ chừng 2-3 tháng người ta trả rồi cái này mày thiếu nợ đâu tao không ăn chưa trả nữa mà ông hà hại tao chạy tao đi hoài mệt chết đúng là cái kiếp làm lính này dạy đi mọi đi